Chào mừng quý anh chị đã đến với lại kênh Đất Nền Nha Trang của Kim Huyền. Hôm nay em Huyền sẽ đưa quý anh chị đi đến một cái lô đất tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì lô đất có tổng diện tích là 176,8m, ngang là 7m và dài là 25m. Trong đó có 100m là thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm anh chị nha. Bên cạnh đó thì lô đất nằm ở hướng đông, rất là mát mẻ luôn anh chị. Đó, vị trí của lô đất rất là thuận tiện cho mình. Từ lô đất mà đi ra tỉnh lộ 2 tầm khoảng 600m thôi anh chị, và ra quốc lộ 27C là 900m, đường rất là thuận tiện luôn, là đường thông giữa tỉnh lộ 2 với lại quốc lộ 27C luôn. Vị trí lô đất cách tiện ích xung quanh tầm khoảng 1km đổ lại thôi anh chị, là có trạm xá nè, trường học, ủy ban đó. Và nếu như anh chị về trung tâm thành phố Nha Trang thì tầm khoảng 19 cây thôi. Đó, đường hiện trạng là đường ô tô vô tận nơi được luôn. Nằm ở ngay khu dân cư hiện hữu, điện nước là vô tận nơi luôn anh chị. Đó, thì bây giờ em Huyền sẽ quay lại cái lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn nha. Và đây ạ, phía trước của anh chị chính là cái lô đất mà em Huyền muốn giới thiệu đến quý anh chị ạ. Lô 176,8m tại Diên Phước. Hiện tại thì trên đất đã được rào chắn rất là kỹ càng luôn ạ. Để rào lưới B40 luôn anh chị. Vị trí của nó là ngang 7m, là từ cái trụ này nè. Đó, kéo dài qua đây, ngang 7m và dài là 25m. Ở trên đất đã được rào chắn rất là kỹ càng bằng lưới B40 ạ. Và đất rất là bằng phẳng so với lại đường. Đất rất là bằng phẳng luôn ạ. Nằm ở trong khu dân cư hiện hữu luôn anh chị. Đây anh chị có thể nhìn thấy nè, là có đường dây điện nè. Đó, ở phía này là dân cư rất là đông đúc nha. Hiện tại của nó là đường bê tông, ô tô vô tận nơi được luôn. Cái con đường này là một bên ô tô và một bên xe máy tránh nhau được nha anh chị. Đường ở phía trong lô đất á, là đường cục, nhưng mà ở phía ngoài này nè, đường ở phía ngoài này là đường thông nè. Vị trí này đi, anh chị có thể đi hướng này cũng được, và hướng này cũng, và đi hướng bên tay trái cũng ra được cái đường chính, và hướng bên tay phải cũng được nha anh chị nha. Đây ạ. Theo cái hướng này mình đi ra ngoài thì mình rẽ qua tay trái là ra đường tỉnh lộ 2, còn rẽ bên tay phải là ra quốc lộ 27C anh chị ạ. Từ cái vị trí này cách đường tỉnh lộ 2 tầm khoảng 600m thôi, nằm ở khu dân cư. Ngay vị trí này là có thể ô tô vô tận nơi và quay đầu được luôn ạ. Ô tô vô và quay đầu được luôn anh chị nha. Đó, từ cái con đường nhựa đó mà đi vào lô đất của mình thì rất là gần ạ. Đây, từ cái con đường nhựa đó đi vào cái lô đất của mình là theo hướng này anh chị. Là tầm khoảng 100m thôi anh chị. Cực kỳ gần luôn. Cách chợ Diên Phước tầm khoảng 1km đổ lại thôi. Vị trí của mình rất là thuận tiện, và đặc biệt là nó ngang 7. Đó, thì khi mà anh chị xây nhà lên cái kiến trúc ngang 7 á, thì nó rất là thoáng và rộng cho mình. Trên đất thì cũng có một vài cây ăn trái ạ. Đó. Hiện tại thì chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là 1,480 tỷ. Nếu như mà quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này của em Huyền thì xin hãy gọi điện thoại cho em Huyền. Số điện thoại là 0901 186 179. Em Huyền sẽ gửi thông tin pháp lý và vị trí của lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn nha. Cái hướng này mình đi vào là cũng vô nhà dân nha anh chị, vào khu dân luôn đó.